Mẹ ông hết tài sản bỏ theo nhân tình, bỏ ba đứa con tội nghiệp. Hôm nay quá vui mừng khi được Mạnh Thường Quân tặng một chiếc bàn học để có chỗ học tốt hơn. Ước mơ lớn nhất của bé Linh sau này sẽ là một nhà thiết kế thời trang để có thể giúp lại cho cha được cuộc sống tốt hơn bây giờ. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay cũng được chị Hoa cũng có tặng cho bàn học cho hai bé đó cả nhà. Đó, thì bây giờ đang xé bọc ra để sắp xếp tập vào nhé. Rồi hôm nay vui không Linh? Dạ vui. Thấy bàn này đẹp không con? Dạ đẹp. Con thích bàn này không? Dạ thích. À, hai chị em thích cùng lượt luôn. Nhưng mà có một cái hai chị em có dành nhau không đây? Hả? À, Linh, nữa có dành nhau không đây? Ở nhà có ăn hiếp em không? Ở nhà chị có ăn hiếp luôn hả? Chị ăn hiếp sao vậy? Tại vì nó đánh nhau, chửi nhau hoài. Sao vậy? Sao ý là Linh ăn hiếp em hay vậy? Tại vì nó chửi con mà. Nó chửi con mới đánh chứ. Thôi bây giờ là mình nhường cho em đi. Em còn nhỏ mà. Em còn nhỏ đâu có biết gì đâu. Nha, mai mốt rồi mình nhờ các em đi. Rồi đây cái nhà, bây giờ cho bé xếp tập vô nha. Bữa giờ con đi học được mấy ngày rồi Linh? Dạ đi học được một tuần. Học tuần hả? Rồi bữa nào cũng học nguyên ngày hết hả hay là sao? Dạ có thứ năm nghỉ buổi sáng. Thứ năm là nghỉ buổi sáng, học buổi chiều thôi. Dạ. Ừ. Rồi mấy bữa nay đi học là thấy sao rồi? Cũng như là quen với trường này kia chưa? Dạ quen rồi. À. Rồi cái này sắp tập này kia con bao để lại đầy đủ hết rồi ha? Dạ. Rồi. Sắp xếp cho gọn gàng ngăn nắp chỗ mình học nha. Rồi giờ là một cái bàn học này chia với em nha, đừng có giành nhau nha. Dạ. Rồi của Hân lấy tập ra hết đi Hân. Rồi mở mấy cái học tủ này kia ra coi Linh. Ờ mở coi. Đó nữa con để đồ để kỳ trên đó. Ừ. Đó, vậy chia nhau mỗi người một học tủ đi. Ha. Rồi cái này lấy gì vậy? Đem ra bỏ đi. Rồi, cho nó sạch sẽ. Rồi còn tập không? Phú con còn tập không? À, hết rồi. Như đó thôi hả? Dạ. Nữa chắc phải kiếm thêm cái ghế nữa mới được. Cái ghế để hai chị em ngồi kế nhau học luôn. Rồi bây giờ là của Hân là cái học này đi, mình chia nhau vậy đi. Đó, tại vì sách tập cũng ít mà. Rồi đâu cặp da đâu, cặp da đem để đây luôn hay vậy? Cặp da này chắc mang ngoài rồi. Ừ, cặp da chắc để ngoài cũng được. Hôm nay cũng có chị Hoa đó, hôm nay tặng cho con cũng cái bàn học này ha. Rồi bây giờ con cũng cảm ơn đến chị Hoa đi. Dạ con cảm ơn cô Hoa đã tặng con cái bàn để con có thể ngồi học. Con chúc cô Hoa thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Dạ, giỏi quá. Rồi con gái có gửi lời gì cho cô Hoa không? Chúc cô Hoa thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Rồi gì nữa? Tiền vô như nước. À, giỏi quá, giỏi luôn. Rồi thấy bạn thằng này như thế nào con nói cho cô chú anh chị nghe coi. Rất đẹp. Thấy đẹp ha. Đó giờ con có từng có bạn học vậy học không? Chưa. Chưa có ha. Có chị hồi mẫu giáo. Hả? Chị hồi mẫu giáo có à. À chị hồi mẫu giáo có hả? Hồi đó là sao? Hồi đó lúc con đi học mẫu giáo là có bạn học hả? Dạ. Hồi đó như thế nào? Hồi đó là con học ở trên Bình Dương với cha với mẹ trên Bình Dương, cha mẹ mua cái bàn. À. Nhưng mà sau này là từ khi về ở đây học thì con cũng không có bàn, không có gì ngồi học hết à? Dạ. À, từ lớp 1 tới giờ luôn hay sao? Từ lớp 1 tới giờ.
Ồ, rồi thông thường thì con học hay con học sao? Cũng Học như viết bài này kia con làm sao? ngồi trên giạc. Ngồi trên giạc rồi sao viết được? Để cái ghế ở gần giạc rồi lấy cái giạc kê bài. Rồi giờ có bàn học này rồi, bây giờ con thử lấy tập ra con viết bài cho cô chú anh chị xem chút coi. Coi coi dễ dàng hơn không? Rồi chỗ mình học á, mai mốt mình phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp nha. Dạ. Đâu lấy bài tập nào đó ra viết cho cô chú ngồi ngồi coi coi vừa không? Rồi hôm nay cha cũng đi làm hả Linh? Dạ. Thấy viết dễ hơn không? Dạ dễ. Đâu con lấy cái cuốn tập nào con có viết rồi á cho cô chú anh chị xem chút coi. Cuốn ngữ văn á. Này ha, đây chú chữ đẹp không? Chữ cũng hơi xấu. Chữ cũng hơi xấu ha. Mai mốt mình viết mình phải luyện cho đẹp lên chút ha. Này là ngữ văn ha, mới học được mấy bài hả? Mới học được một bài. Còn được một bài thôi rồi, mai mốt mình gắng luyện cho viết nhiều hơn rồi đi học về. Vậy đó, có học bài tự học ở nhà không? Dạ, cô giao bài tập về nhà học môn ngữ văn thì xem trước bài. Còn môn toán thì sao? Môn toán thì làm thử bài ở nhà chứ. Ví dụ như con không có giải được thì sao, con làm sao để mà con giải cái bài toán mà cô cho về nhà đó? Vậy là cô giảng ở trên lớp con cũng hiểu. Hiểu, cho nên là bài tập về là con làm được ha. Dạ. Rồi có nghiên cứu những bài mới không, giống như trước khi đi học cái bài bài tiếp theo đó mình có coi trước cái nhà không? Dạ có. Có ha. Rồi ở đây thì đèn này chắc cũng sáng ha, buổi tối thôi giờ có bàn học này kia nữa phải cố gắng học hơn đó nha. Dạ. Rồi em với con làm sao, ví dụ như học bài này kia rồi có ai chỉ không? Dạ con chỉ. Con là chỉ lại em. Dạ. Như những cái bài nào mà không biết là đi đi học thì có hỏi bạn hay gì không? Không biết thì con qua, nếu chị họ con có qua thì con nhờ coi giùm. À, mấy chị á hả? Chị họ bên nội á, đang ở nhà nội. Ý là chị cũng như là đang học lớp cao hơn cho nên là con hỏi lại. Dạ. Đó thì bây giờ con phải mày mò, phải cố gắng học nhiều hơn để sau này có một cái nghề tốt. Hôm bữa nói nghề gì ba bên rồi? Dạ nhà thiết kế. Nhà thiết kế ha. Nhà thiết kế là thiết kế thời trang hay là thiết kế gì á, thiết kế thời trang hay là thiết kế gì? Dạ thiết kế vừa thời trang vừa trang sức. Thiết kế thời trang và trang sức luôn. Dạ. Học môn vậy là để làm nghề này là phải học giỏi dữ lắm á, thấy chưa? Rồi sao mà con có ước mơ bò cái nghề này? Dạ tại vì con thấy con vẽ với khâu khá đẹp. Con dễ hả? Vẽ ra đồ với khâu khá đẹp. À, với lại con khâu á hả? Dạ. Con thêu á ha, là con thấy là con thêu đẹp nhưng mà con vẽ cũng đẹp nữa. Dạ. Vậy nếu mà vẽ đẹp mình làm họa sĩ đi hả, được không? Không. Không thích là họa sĩ ha, Dạ. chỉ là thích là thiết kế thôi. Dạ. À, vậy là nếu mà vẽ đẹp vậy là mình thiết kế ra những cái bộ kiểu như là đồng phục hoặc như là áo quần áo này kia đó, Dạ. đúng không? Ồ, vậy là chắc có tương lai đây ha. Đây là tương lai dữ lắm đây. Cho nên con học giỏi nhất là môn gì? Dạ con giỏi nhất là môn mỹ thuật với giáo dục công dân. À, mỹ thuật với giáo dục công nhân, mỹ thuật là vẽ giỏi ha. Dạ. Chú cũng đến đây cũng mang bàn học của cô Ba cũng như gửi tặng cho gia đình nha. Thì để con có cái nơi góc học tập cho mình tốt hơn. Rồi thôi vậy chú cũng về nha. Thôi Dạ. con coi nữa, cố gắng học hành nha. Dạ.